Anh em chào mừng em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương, tiếp tục lên sóng cho anh em thiết bị vang nhại rất là quan trọng cho dàn máy âm thanh gia đình. Và ngày hôm nay lên sóng cho anh em đây là dòng vang LSX-S bộ số 8, một sản phẩm vang cơ số rất là chất lượng với giá khuyến mại vô cùng hấp dẫn, 1.150.000 đồng. Nếu anh em đã từng mua những mẫu sản phẩm vang bên cửa hàng em Tùng Audio, chắc chắn là không nên bỏ qua một thiết bị vang cơ số mà giá rất là rẻ tại cửa hàng nhé. Đó chính là dòng vang đấy từ 8 em đang giới thiệu trên này. Rất nhiều bác anh em đã nhận được đơn hàng và đang sử dụng, và hiện tại thì cái mẫu sản phẩm này vẫn là một trong những phiên bản đứng top bán chạy hàng đầu thị trường âm thanh. Các anh em cứ thử tìm kiếm mà xem, ta sẽ thấy rằng là đây là một trong những mẫu sản phẩm rất là chuyên nghiệp cho dàn máy âm thanh gia đình, vừa mang lại cho anh em một cái chế độ âm thanh giọng hát ngọt ngào, vừa hỗ trợ cho việc chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình một cách chuyên nghiệp. Đấy, mang lại cho các anh em một phòng hát gia đình chuyên nghiệp hơn với rất nhiều tính năng hiệu ứng. Và ngay bây giờ thì anh em kiểm tra lại một lần nữa về các tính năng, về chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm vang cơ số được rất nhiều anh em lựa chọn sử dụng trên dòng máy âm thanh gia đình nhá. Nói về tính năng thì LSX-S 8 có tất cả những tính năng ở trên mọi thể loại vang cơ số hiện tại rồi. Nó sẽ có mặt màn hình LCD góc tay trái, tất cả chức năng thông số hiển thị ngay vào ký hiệu số, có sử dụng các cái chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng ta có thể sử dụng USB, cổng quang, coaxial, Bluetooth, AUX trắng đỏ truyền thống đấy, và có thể cấp nhạc qua TV, máy tính rồi điện thoại. Với tính năng voice giọng nói này, có điều khiển remote với 5 cấp độ chống hú nữa để tăng khả năng chống hú tốt nhất cho dàn máy âm thanh, ra đến bật các triệu chống hú bằng cách là giữ input ở trên thân máy hoặc trên điều khiển remote đều được. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm các phím tính năng hiệu chỉnh cơ. Đây là phần quan trọng nhất, và tất cả anh em người dùng khi nhận hàng về, chúng ta sẽ sử dụng một chiếc tô vít hai cạnh có đi kèm trong hộp và chỉnh cho em cái hiệu ứng âm thanh của echo, bao gồm delay và repeat, các hiệu ứng của reverb như reverb time, reverb âm lượng tổng, cắt tần số cao reverb, thế có dạy bát chép của phần effect EQ, bát trung chép phần mic, phần chạc và chữ cắt sub. Ta chỉ cần đặt chiếc bút vào đây, ta sẽ vặn cho em các hiệu ứng tính năng, ví dụ như delay để các nhìn thấy em đang xoay, âm lượng tổng nó hiện thị thì các nhìn đúng không ạ? Ấy, nó sẽ thay đổi theo cách mà em cắt chỉnh. Ví dụ anh em muốn nhiều vang nhẹ thì ta vặn cho em dạy echo, các bác muốn hiệu ứng reverb thật, muốn cái giấc âm thanh thật nổi lên, chúng ta vặn cho em hiệu ứng reverb. Anh em muốn tinh chỉnh âm thanh bát chép nhẹ nhàng thoát tiếng tốt thì ra vặn cho em các dạng âm thanh bát trung chép phần mic. Anh em nghe nhạc muốn tăng muốn giảm dạng bát trung chép ở trên những cặp loa, muốn nghe âm thanh đậm tiếng bát hơn, muốn tăng cái dạng chép hơn, chúng ta vặn cho em các phần bát chép ở trên phần music, rất đơn giản. Khi mà chúng ta tinh chỉnh thì âm thanh ở mặt màn hình nó sẽ hiển thị ngay lập tức các ký hiệu thông số để anh em có thể dễ dàng nhận biết. Còn khi mà gửi hàng đi là bên em Tùng đã hỗ trợ setup và cài đặt trước rồi, các anh em không cần phải làm gì nhiều cả. Chúng ta nhận hàng về chỉ cần thao tác bằng 3 phím tính năng âm lượng tổng dễ dàng sử dụng ở đây, chính là mic, effect vang nhại và âm lượng tổng nhạc với 3 phím volume, thiết kế đèn led làm ngay góc tay phải mình rất dễ dàng để biết. Còn lại các hiệu ứng tính năng chỉnh cơ bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt trước cho các anh em nhá. Ok, và với phiên bản LS Optic S bộ số 8, khi mà anh em nhận hàng về chúng ta có thể ghép nối được hầu hết thiết bị âm thanh cơ bản của gia đình. Em đã nhắc đi nhắc lại cho anh em rất nhiều lần rồi. Ra nhìn ở phía mặt sau cho em có 3 đường cổng ca lông, và các bác hãy lưu ý nhé, ở bên dưới nó có ký hiệu. Nên nhiều bác nhận hàng về chúng ta cắm đúng cho em đường tín hiệu, ví dụ như là các anh em sử dụng đường cổng ca lông, ta hãy cắm cho em RLA để ta ghép nối với loa full, ghép nối các thiết bị như là vang với âm ly này, để điểm vang loa kéo mixer. Và chúng ta để lại cổng sub, nếu anh em không sử dụng sub, anh em chơi sub chúng ta mới cắm cổng này. Và anh em không chơi sub, anh em đang cắm loa full, chúng ta nhớ cắm RLA, tránh tình trạng chúng ta cắm nhầm trên cổng sub thì âm thanh nó sẽ bị ù, nó sẽ ra cái dạng bát. Đấy, các bác lưu ý cho em, nhớ cắm cho em hai cổng tay phải nhé, bỏ lại cổng tay trái nếu anh em không chơi sub. Đấy, chúng ta có thể sử dụng sub bằng đường cổng ca lông hoặc đường cổng AV này, và anh em có thể cắm mic dây, mic không dây, tùy anh em lựa chọn sử dụng cắm mic A, mic B cho em để anh em sử dụng mic trên dòng vang LSX-S 8. Đấy, đây là một dòng vang cơ đại số mà em Tùng làm rất nhiều video rồi, thậm chí là hướng dẫn chi tiết cụ thể lắm rồi. Đấy, với mức giá khuyến mại chắc là thị trường này chỉ có duy nhất em này là giá khuyến mại tốt nhất của một dòng vang cơ đại số thôi, chưa dòng nào dưới mức giá. Nếu mà hàng mới, hàng chính hãng thì các bác nhìn này, hàng chính hãng sẽ có tem, có logo đây. Với những hàng mới, hàng chính hãng chưa mẫu sản phẩm nào dưới mức giá 1.200.000 cả. Và chỉ có duy nhất em LSX-S 8 mà em từng bán là chắc là một trong những phiên bản top đầu thị trường âm thanh mà giá quá rẻ cho anh em lựa chọn rồi. Và đảm bảo hay nhé các bác, hay, rất là hay đấy. Bây giờ của anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh thử xem là LSX-S 8 mang lại cho âm thanh phòng hát đình những gì nhá.
như vậy anh em đã được nghe âm thanh nhạc đến từ lấy thứ 8 đúng không ạ? Đây là một trong thiết bị mà không chỉ là hỗ trợ cho việc chúng ta ca hát, nghe nhạc với anh em mà thích nghe nhạc cảm thụ âm thanh nhạc bát chép, anh em muốn lấy tín hiệu nhạc hiện đại bằng các cái đường ổ cắm USB cộng quang, chúng ta lựa chọn lấy thứ 8 rất là xứng đáng, rất là hấp dẫn. Với mẫu sản phẩm này chúng ta có thể tự mình tinh chỉnh được âm thanh bát trung chép trên những cặp loa full theo sở thích cá nhân của các bác nhá. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất của những cái dòng vang, thiết bị dòng vang cơ lai số, thì là chắc chắn được chúng ta mua vang về thì đa phần anh em sẽ để ý là tiếng mic, tiếng ngờ, hiệu ứng âm thanh, giọng hát sẽ như thế nào. Ngay bây giờ thủ bác lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh của lời thứ 8 trên video ngày nay đó nha. Một thay lắp 6 7 8 9 7, một thay lắp 6 7 8 9 7, lắp 7 8 9 7, một thay 5 6 7 8 9 7, lắp 7 8 9 7. Vậy anh em thấy sao với chất lượng âm thanh của lời thứ 8 mà cho dàn máy âm thanh gia đình ạ? Với hiệu ứng âm thanh echo bay bổng ngọt ngào, có độ định tiếng không ạ? Khi chúng ta cất tên được các tiếng hát của mình, ta sẽ được nghe được ngay được cái hiệu ứng âm thanh lặp đi lặp lại trên những cặp loa, đó chính là hiệu ứng âm thanh echo mang đến cho anh em có cái lời ca tiếng hát âm thanh có độ lý nánh ngâm nga tốt hơn này. Reverb là chuyên nghiệp, làm lộ bằng giọng hát thật của anh em. Đến bass trung chép rất là khỏe khoắn, thoát tiếng tốt này. Dòng vang này thì âm thanh rất là sáng, bay tiếng và có cái độ lịnh tiếng, nên khi chúng ta cất lên ca tiếng hát của mình, các bác sẽ cảm thấy là âm thanh giọng hát của mình nó thay đổi, nó hoàn thiện hơn cho dàn máy âm thanh gia đình. Rất cần có một con vang cơ lai số để cải thiện chất giọng âm thanh. Và nếu anh em đang tham khảo những cái dòng vang mà chúng ta đang xem video của bên em nắm bắt cỡ này, sợ ngay cho mình thiết bị vang cơ lai số giá cực kỳ rẻ, rất là hay. Lớp số 8 với giá 1.150.000 đồng. Vé báo ship toàn quốc, tặng dẹp cái lối, hàng bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1 trong 30 đồng. Nhận hàng về các anh em được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng, được test thử hàng nhé. Test thử hàng trước khi toán. Và nếu anh em đang cần tư vấn thêm về mẫu sản phẩm là thêm số 8, liên hệ ngay theo số thoại bên tủ audio 0979 629 336, đặt đơn hàng sẽ ngay cho mình thiết bị vang cơ lai số chuyên nghiệp giá rẻ chất lượng lời thứ 8 mình cả nghe. Xin chào các bác.